Sau tuyên bố giải nghệ, Khoa Bóp gây xôn xao khi trở lại YouTube và tuyên bố sẽ bỏ ra 2 tỷ kéo chân lên 1m8. Ngay lập tức, cư dân mạng đã không khỏi choáng váng trước độ chịu chi của anh chàng. Khoa Bóp được biết đến là YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam với những video toát ra mùi tiền ở hàng loạt địa điểm du lịch sang chảnh và các món ăn đắt đỏ. Vào cuối tháng 4, Khoa Bóp thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi tuyên bố giải nghệ sau 5 năm làm YouTube. Hiện tượng mạng khẳng định đó là video cuối cùng anh ngồi nói chuyện với mọi người. Thế nhưng mới đây, YouTuber Chiến X bất ngờ đăng tải clip mới ghi lại hành trình kéo chân để đạt được chiều cao 1m8 khiến dân mạng ngỡ ngàng. Lý giải cho chuyện này, Khoa Bóp cho biết, tại sao bữa trước giờ mình đã nói về video cuối cùng kết thúc hành trình đi khắp thế giới cách đây 2 tháng nhưng bây giờ lại ra clip mới. Chính xác, Khoa Bóp đó đã chết rồi, hiện tại ngồi trước màn hình là Khoa Bóp mới. Mình sẽ làm một series đặc biệt chưa bao giờ làm trên kênh YouTube, bạn cũng sẽ không bao giờ thấy trên những kênh khác. Theo đó, netizen không khỏi trầm trồ khi YouTube Khoa Bóp tiết lộ đã mạnh tay chi hơn 2 tỷ đồng sang Mỹ để kéo dài chân trong video được đăng tải. Trước điều này, những người theo dõi anh không khỏi băn khoăn về mức độ giàu có của YouTuber và điều kiện kinh tế khá giả từ đâu mà có. Theo như Khoa Bóp chia sẻ, Việt Nam cũng thực hiện kéo dài chân với chi phí rẻ, nhưng YouTuber muốn trải nghiệm phương pháp tân tiến nhất tại Mỹ. Sự khác biệt của phương pháp này là dùng các thanh nail cố định trực tiếp trong xương. Vị bác sĩ Khoa Bóp chọn mặt gửi vàng cũng có chuyên môn rất cao, nhiều năm trong nghề và từng có thời gian đào tạo ở Harvard, trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Trong clip, Khoa Bóp đã có một cuộc hẹn với bác sĩ tư vấn để kiểm tra các cơ, giới thiệu các loại nail ốc bằng titan sẽ cấy vào phần đùi anh. Sau đó, quá trình kéo dài xương sẽ tự động diễn ra. Thời lượng tư vấn chỉ có 30 phút nhưng đã khiến Khoa Bóp tiêu hết hơn 20 triệu đồng. YouTuber Chiến X đã ký giấy tờ thanh toán một nửa chi phí của cuộc đại phẫu và chờ đến ngày theo lịch hẹn. Khoa Bóp cho biết đây là phẫu thuật không bảo hiểm nên bản thân anh phải đem cả tính mạng ra để review vì những biến chứng về sức khỏe sau này chính anh cũng không biết trước được. Khoa Bóp cho biết nếu bạn xấu, bạn có thể làm cho mình đẹp hơn. Nếu mình thấp thì cũng có thể cao hơn. Y tế rất phát triển rồi, quan trọng là có tiền. Anh hài hước cho biết bản thân chi tiền này vì muốn thử hít thở bầu không khí ở chiều cao 1m8 xem có khác gì với hiện tại hay không. Không tiếc tiền bỏ ra số tiền 2,3 tỷ đồng đi kéo dài chân, điều kiện kinh tế của Khoa Bóp chắc chắn không phải dạng vừa. Trước đó, Khoa Bóp cũng chơi lớn mua một chiếc máy bay có giá 5 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 116 tỷ đồng, với chi phí vận hành lên đến 1,2 đến 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm, 23 đến 34 tỷ đồng và chia ra 10 tỷ đồng sang Mỹ du học và tậu luôn xe Toyota 800 triệu đồng. Vào năm 2018, Khoa Bóp lại khiến dân mạng dậy sóng một phen khi mang 500 triệu đồng đi du lịch Trung Quốc. YouTuber đã phải rất vất vả để xin visa đất nước tỷ dân khi phải chứng minh tài chính ít nhất 50 triệu đồng một người, vé máy bay khứ hồi khoảng 24 triệu đồng một người và vô số các chi phí khác. Trong một lần đi Ai Cập quay review, Khoa Bóp đã trả 4 tỷ đồng để mua bảo hiểm cho bản thân và cameraman. Cũng trong chuyến đi đó, Khoa Bóp đã thuê tàu 5 sao trên sông Ninh với giá 30 triệu đồng một đêm để ở và xuống tay 20 triệu đồng để đến thành phố Alexandria chỉ để ăn 2 quả trứng. Không chỉ có vậy, YouTuber còn gây sốc với phát ngôn 30 tỷ với tôi chỉ là rác. Và đúng như vậy, anh từng khiến cư dân mạng mắt chữ A mồm chữ O khi đựng cả tỷ đồng trong túi ni lông đựng rác. Ước tính của Social Blade, chuyên gia thống kê độc lập uy tín, kênh YouTube của Khoa Bóp mỗi năm kiếm được khoảng từ 2 tỷ đồng đến 32 tỷ đồng. Ngoài ra, thời điểm chưa cạch mặt nhau, tỷ phú Vương Phạm từng tiết lộ về đàn anh trên kênh YouTube của mình. Khoa ấp mở là ở Việt Nam, Khoa có kinh doanh đất mua rồi bán lại. Từ xưa đến giờ, Khoa cũng khuyên tôi đầu tư vào tiền điện tử. Khoa xài tiền căn bản lắm chứ không hoang phí. Còn tiền ảo, Khoa chờ khi nào cao giá mới bán để dưỡng già. Tôi khuyên Khoa bán bớt tiền đi để hưởng thụ. Trước đó, Khoa Bóp cũng chia sẻ rằng một phần thu nhập của anh cũng đến từ công việc lập trình, thiết kế các app điện thoại và đầu tư 60.000 loại tiền ảo khác nhau.